Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời là việc nghiên cứu và tìm ra mối liên hệ giữa tuổi, can chi, ngũ hành và mệnh của mỗi người, và từ đó có thể đưa ra được những dự đoán tương đối chính xác về vận mệnh, công danh sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe xuyên suốt cuộc đời của gia chủ. Ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem và chiêm nghiệm. Nam mạng tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực định, mạng tuyền trung thủy, nước trong giếng, xương con khỉ, tướng tinh con heo, ông quan đế độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mạng qua bài thơ sau. Giáp Thân mạng thủy số này, nước ở trong giếng họ Đồn chẳng sai, thu đông sinh thuận là trai, giàu nghèo cũng sướng, sinh thai đặng mùa, xuân hạ, lỗi số sinh. Bần cùng vất vả như cua gãy càng, số này chắc trở nhiều bề, cung thê có khắc chẳng hề sai ngoa, tuổi nhỏ khắc mẹ khắc cha, anh em chẳng thuận, chẳng hòa cùng nhau. Nếu mà ăn ở thẳng ngay, Phật trời phù hộ có ngày đặng an, tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tưởng đâu chết hụt chết oan nhiều lần, số người trung vận chẳng an, hậu vận tiền của giàu sang hơn người. May mắn cho tuổi Giáp Thân năm mạng 2004, khi xét tổng quan tử vi cho thấy quý vị gia chủ là một người có hậu vận tốt. Để tăng cường phúc phận và cát khí ở giai đoạn này, quý vị gia chủ có thể mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy có tác dụng khai mở phúc đức, chiêu cầu sức khỏe và bình an. Phong Thủy Gia Cát gợi ý cho quý vị gia chủ vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, với mặt trước được khắc Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Mang theo bên mình vật phẩm này, quý vị gia chủ sẽ gia trì công đức, mang lại phước đức to lớn cho bản thân sau này. Tổng quan, cuộc đời Giáp Thân có nhiều cao vọng, cuộc sống cũng trải qua nhiều thăng trầm, khó thoát qua được những trở ngại đầu tiên khi vừa mới bước vào đời hay gặp cảnh trái ngang trong cuộc sống. Có thể tìm được nấc thang danh vọng vào số tuổi 27 trở đi và cuộc đời có thể thành công vào số tuổi 34 trở đi. Vào tuổi này, tuổi Giáp Thân có phần trầm lặng về bản chất, nhưng cuộc đời của tuổi Giáp Thân có thể sung sướng, được sống trong một cuộc sống khá đầy đủ vào năm 30 tuổi trở đi. Tuổi Giáp Thân cũng có nhiều tốt đẹp về sự nghiệp vào khoảng trung, nhưng có phước lộc, biết làm phước đức, tu thân thì tất nhiên được hưởng nhiều hơn. Làm gian ác thì niên kỷ lại sẽ giảm bớt đi. Tình duyên. Về vấn đề tình duyên cũng có nhiều trở ngại và khắt khe, tuy nhiên bạn cũng có nhiều may mắn trong vấn đề này. Tuy có ít trở ngại, nhưng phần thắng lợi và nắm lấy một quyết định hoàn toàn, ít khi bị gạ gẫm hay có nhiều thắc mắc ưu tư về vấn đề tình duyên của bạn, nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh mà tạo lấy tình duyên. Vậy muốn biết tình duyên của bạn ra sao trong cuộc đời, bạn nên xem kỹ dưới đây theo tháng sinh của bạn mà nhận xét một cách đứng đắn hoàn toàn. Căn cứ theo tháng sinh để nhận xét về sự thay đổi, lương duyên trong cuộc đời bạn. Theo khoa chiêm tinh và huyền bí học, nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ phải 3 lần thay đổi tình duyên hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì vấn đề tình duyên của bạn phải trải qua 2 lần thay đổi trong cuộc đời, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, trong cuộc đời bạn sẽ sống hạnh phúc chỉ một chồng một vợ mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Đây là căn duyên của bạn, căn cứ theo những tháng sinh sau khi nghiên cứu về chiêm tinh huyền bí học. Gia đạo công danh. Công danh cũng phải trải qua nhiều khó khăn mới thâu được những thắng lợi và những kết quả về vấn đề sau này. Sau 30 tuổi, vấn đề công danh mới có hy vọng lên cao, gia đạo thường xảy ra xích mích, cuộc sống ưa có những thắc mắc trong lòng về vấn đề gia đạo. Sự êm ấm của gia đạo cũng làm cho bạn yên lòng hơn, nhưng sự thật, muốn gia đạo được yên hòa và êm ái, bạn phải ở vào số tuổi 27 trở đi. Sự nghiệp chưa hoàn thành được vào số tuổi từ 26 đến 30 tuổi, muốn hoàn thành ý định tạo lấy sự nghiệp phải trải qua 30 tuổi trở đi mới có thể xây dựng được. Tiền bạc chưa tạo được khả quan cho lắm. Tiền bạc lúc này có cũng như không, vô gia bất thường. Nếu cần nắm vững được vấn đề tiền bạc, bạn phải ở vào số tuổi 34 trở đi thì cơ hội tạo ra tiền của mới có nhiều.
tuổi hợp làm ăn. Trong việc làm ăn hay phát triển sự nghiệp, bạn phải thận trọng lựa chọn người có tuổi hợp với mình như tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Đinh Sửu. Những tuổi này là những tuổi hợp với Giáp Thân trong mọi hoạt động trong cuộc đời hay mọi khía cạnh trong cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng. Trong hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần lựa chọn tuổi vợ chồng cho hợp với tuổi mới có thể đẩy mạnh cuộc sống vào một cảnh giàu sang, thảnh thơi. Vậy nên chọn việc lương duyên có nhiều hay đẹp về tuổi tác mới làm ăn khá được. Trong việc chọn lựa hôn nhân, bạn nên chọn lấy những tuổi này: Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Nhâm Tuất, đẩy mạnh cuộc sống lên tuyệt đỉnh của sự cao sang, dồi dào tiền bạc. Kết hôn với tuổi Ất Sửu, cuộc đời bạn có nhiều may mắn, tốt đẹp về công danh, con cái vui vầy, tiền bạc đủ đầy. Kết hôn với tuổi Mậu Thìn, bạn có nhiều triển vọng tốt đẹp cả về phương diện công danh lẫn tiền tài sự nghiệp. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Mùi, đời sống được đẩy lên có phần đầy đủ và sung túc về tài lộc, lẫn gia đạo và hào con. Nếu trong cuộc đời mà bạn gặp phải những tuổi này thì bạn chỉ tạo được một nếp sống vừa đầy đủ mà thôi, đó là kết hôn với những tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Hai tuổi này chỉ tốt về tình duyên mà không phát triển về tài lộc công danh nên chỉ tạo được một nếp sống trung bình. Nếu bạn kết hôn hay tính chuyện hôn nhân với những tuổi này, trong cuộc đời bạn kể như sống một cuộc đời có thể là túng thiếu tiền của. Không bao giờ có thể tạo ra được một cuộc sống khả dĩ hay đẹp hay sung sướng mà trái lại lúc nào cũng trong cảnh sầu tư, buồn tẻ vô cùng. Đó là khi bạn phải kết duyên với các tuổi Giáp Tỵ, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ. Những tuổi này rất khác với bạn về đường danh vọng cũng như về cuộc đời. Có những năm tuổi hạn, vào những năm rất đại xung khắc, nếu những năm đó mà bạn tính chuyện hôn nhân hay kết duyên thì khó thành hay gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời, đó là vào những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm này rất xung kỵ cho việc cưới vợ hay tính chuyện hôn nhân. Số chiêm tinh cho biết rằng tuổi Giáp Thân sinh vào những tháng này, người con trai có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 3, 4 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng kể trên, số bạn phải có nhiều vợ, lo toan nhiều việc cho vợ con, nhiều thê thiếp, không bao giờ tránh khỏi. Tuổi Đại Kỵ. Trong việc làm ăn hay tính chuyện kết duyên với tuổi Giáp Thân rất đại kỵ và đại xung khắc với những tuổi này, vì khi làm ăn hay kết duyên sẽ bị cảnh thất bại nhằm vào sao biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là những tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần và Giáp Ngọ. Bạn không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên với những tuổi trên, không được tốt và sinh nhiều tai biến trong cuộc đời. Tuổi Giáp Thân gặp tuổi Kỵ phải xem ngày tháng và sao hạn mà cúng trong nhà cửa, phải xây nhà trổ cửa vào hướng Tây, đó là chuyện hợp tác làm ăn, tốt hơn hết nên tránh đi là xong. Tuổi Đại Kỵ của vợ chồng gặp phải cảnh khắt khe, kỵ mâm trầu và làm lễ hôn nhân, gặp tuổi Kỵ về vấn đề con cái, phải nhờ người nuôi giúp đứa trẻ quá 12 tuổi mới được đem về nhà. Gặp tuổi Đại Kỵ của gia đình thân tộc phải coi sao mà cúng giải hạn cho đầy đủ mới được giải hạn. Ở phương diện tuổi Kỵ khắc này thật khó tránh khỏi trong cuộc sống và gia đình. Có chăng biết thì nên tránh hoặc hạn chế chung đụng với những tuổi Kỵ trong những việc lớn quan trọng. Ngoài ra, quý vị gia chủ Giáp Thân có thể mang theo bên mình vòng tam hợp Thân, Tí, Thìn để trợ giúp cho mình. Bên cạnh đó, vòng tam hợp còn giúp gia chủ khắc chế và hòa hợp các mối quan hệ không tốt, thu hút những mối thiện duyên đến với mình. Vòng được làm từ gỗ huyết long, gỗ tử đàn hay gỗ xưa, kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, có các hình linh vật tam hợp với gia chủ tuổi Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm này cũng được gia trì và lựa chọn ngày giờ tốt đẹp nhất cho từng tuổi Thân để có thể chủ động phát huy công năng hiệu quả, giúp mọi sự ước nguyện, mong muốn đều linh ứng vẹn tròn. Năm khó khăn nhất. Tuổi Giáp Thân trong cuộc đời có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn không thể làm ăn phát đạt hay là có nhiều trở ngại trong cuộc sống và thậm chí là chúng ta cũng không nên kết hôn. Đó là vào những năm bạn ở vào số tuổi 27, 31, 35, 44 tuổi. Những năm này, đời sống của bạn phải vượt qua nhiều trở lực, nhiều buồn đau trong kiếp sống hay ít ra cũng xảy ra nhiều chuyện đau lòng. Bạn nên an bài với số phận, đừng nên hy vọng hay phiền trách ai vì số bạn không thoát khỏi được những tình trạng trên trong cuộc đời. Việc nắm bắt được giúp bạn tránh được những vận hạn và tận dụng những ngày tháng tốt để phát triển bản thân. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Giáp Thân thuận xuất hành vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ.
Xuất hành đúng như trên, trong suốt cuộc đời, không bao giờ gặp phải sự ngăn trở hay thắc mắc, trái lại còn thâu đoạt nhiều thắng lợi cho cuộc sống về tiền bạc cũng như về tình cảm. Xuất hành đúng theo giờ trên sẽ gặp nhiều may mắn. Diễn biến từng năm. Từ năm 23 tuổi đến năm 27 tuổi. Năm 23 tuổi trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhất là những tháng kế tiếp tháng 6 trở đi. Năm ở vào tuổi này nên cẩn thận về bệnh tật, hao tài tốn của. Năm 24 tuổi vượt qua nhiều khó khăn, tuy nhiên còn ảnh hưởng của năm 23 tuổi. Vào những tháng 4 và tháng 6 âm lịch thì có tài lộc đôi chút, ngoài ra những tháng khác chỉ ở mức độ bình thường. Năm 25 tuổi làm ăn khá tốt, làm ăn được nhiều thắng lợi. Năm 26 tuổi có nhiều hay đẹp, bạn có thể tạo lập cuộc đời trong năm nay. Chỉ có kỵ vào tháng 9 âm lịch mà thôi. Năm 27 tuổi rất vững vàng trong mọi khía cạnh nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. Năm nay nên tận dụng khả năng khuếch trương nghề nghiệp thì kết quả chắc chắn. Từ năm 28 đến năm 35 tuổi. Năm 28 tuổi có thành công đôi chút về tình cảm và tài lộc vào những tháng 4, 8 và 11 âm lịch. Ngoài ra những tháng khác bình thường. Năm 29 tuổi, năm này bạn thắng lợi chắc chắn về tình cảm gia đình, phần tài lộc đều đặn, công việc làm ăn không được khả quan. Năm 30 tuổi, có thắng lợi về mặt tiền bạc vào tháng 6 âm lịch, nhưng tháng 7 kỵ đi xa, tháng 10 lại có bệnh nhỏ, năm này có hao tài chút ít vào tháng 11, 12 âm lịch. Tuổi 31 đến 33, 3 năm này rất xung khắc, làm ăn không phát đạt, làm ăn gặp nhiều trở ngại đáng kể. Năm 31 tuổi, có đau buồn trong gia đạo. 32 và 33 tuổi, tạm bình thường. Năm 31 tuổi mới là năm đầy đau xót nhất trong cuộc đời. Năm 34 và 35 tuổi vượng phát mạnh mẽ về mặt tình cảm lẫn tài lộc. Năm này làm ăn buôn bán thì kết quả chắc chắn. Từ 36 đến 40 tuổi. Năm 36 tuổi không nên đi xa làm ăn lớn, nên toan tính công việc nhỏ thì sẽ có kết quả tốt. Nhưng hễ làm to thì thất bại. Đại kỵ những tháng 6 và 9 âm lịch. Hai tháng này đề phòng tai vạ vào thân. Năm 37 tuổi không được yên ấm gia đình, có nhiều thắc mắc, nếu không khéo sẽ bị đổ vỡ hạnh phúc. Năm 38 tuổi yên tĩnh toàn năm trừ những trường hợp nhỏ, không đáng kể. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này có nhiều cơ hội tạo lấy sự nghiệp và có thể nắm chắc phần thắng lợi trong tay. Bạn cần phải cẩn thận vào năm 40 tuổi, vào tháng 3 âm lịch, tháng này xung kỵ, không nên đi xa hay xuất hành vào buổi chiều, thế nào cũng gặp đại nạn. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi sẽ có nhiều dịp may trong nghề nghiệp làm ăn và nhất là vào tháng 5 và tháng 9, hai tháng vượng phát về tài lộc lẫn vấn đề tình cảm. Năm 42 tuổi có kết quả về tin tức gia đạo hay anh em xa cách lâu ngày, năm phát triển về tình cảm nhiều hơn, phần tài lộc chỉ ở mức độ bình thường. Năm 43, 44 tuổi, hai năm có nhiều tiến bộ trong cuộc đời nên dè dặt và cẩn thận trong những tháng 3 và 4 âm lịch. Vào năm 44 tuổi có thể làm ăn tạm được về tài chính. Năm 45 tuổi, năm có an nhàn và cũng xảy ra nhiều chuyện đau lòng, nhất là những chuyện phải có xảy ra vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch, ngoài ra những tháng khác được bình yên. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, tuổi 46 chậm chậm làm ăn và toan tính kỹ lưỡng thì có nhiều hay đẹp. Những năm này không nên đi xa hay xuất ngoại sẽ gặp những tai nạn. Năm 47 tuổi, thành công về giao dịch, giao thương nhưng lại hao tài tốn của vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Năm 48 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn về đường tài lộc và sự nghiệp có triển vọng lên cao. Năm 49 và 50 tuổi, con đường của cuộc đời vẫn đi thẳng, không có việc gì trở ngại trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Hai năm này tài lộc, làm ăn, tình cảm chỉ có thể ở mức độ bình thường. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, vào năm 51 tuổi có thành công đôi chút về tài lộc nhưng gặp nhiều tháng kỵ như những tháng 3, 5, 7, 9 và 11 âm lịch. Những tháng này có thất bại mà không có thành công nên cẩn thận vào những tháng này thì tốt hơn. Năm 52 tuổi, năm này có nhiều hy vọng hơn, tuy nhiên toàn năm không có gì quan trọng về việc phát triển công danh cũng như về sự nghiệp cuộc đời. Năm 53 tuổi, khá hay đẹp, có thể thành công chắc chắn về công danh sự nghiệp, phần tài lộc tình cảm rất dồi dào vào những tháng cuối năm. Năm 54 và 55 tuổi có thể gặp nhiều may mắn về phần gia đình thân tộc hơn ngoài cuộc đời hay tiền bạc, có thể phát triển danh vọng đôi chút. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này tài lộc điều hòa và đầy đủ hơn, có triển vọng kết quả về phần con cái nhiều hơn là cá nhân.
Thưa quý vị, tuổi Giáp Thân 2004 nữ mạng thì chúng tôi đã làm video luận đoán trước đó. Vậy nên quý vị hãy theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát để có thể cập nhật những kiến thức tử vi phong thủy mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.